Sao nữ anh hùng Dạ Điêu bị miệt thị vì không thể sinh con? Dương Lệ Bình bị một người hâm mộ chê bai sống thất bại khi không thể sinh con. Ý kiến tiêu cực trên khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Ngày 8 tháng 6, QQ đưa tin trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ múa kiêm diễn viên Dương Lệ Bình mở buổi livestream chia sẻ cuộc sống đời thường với người hâm mộ. Đáng chú ý, bên dưới buổi trực tiếp của sao nữ anh hùng Dạ Điêu đã xuất hiện một bình luận ác ý, miệt thị cô nhận được hơn 1,1 triệu lượt yêu thích. Thất bại lớn nhất của một người phụ nữ là không có nổi một đứa con. Chỉ bảo sống cho bản thân mình, thực chất chỉ là cái cớ để lừa người khác. Cho dù bây giờ nhìn chị đẹp hơn so với tuổi, nhưng đến lúc 100 tuổi, nhan sắc chị sẽ như thế nào? Chị đẹp, chị giỏi đấy. Vậy thì sao? Âu cũng chẳng thoát được sự tàn khốc của thời gian. Đến 90 tuổi, con cháu đầy đàn mới là phúc. Tài khoản Long Bao Bao viết, bình luận miệt thị Dương Lệ Bình của khán giả này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ, không đồng tình về việc xem phụ nữ là công cụ sinh nở trên mạng xã hội. Nhiều sao nữ trong showbiz như Thích Vi, Lý Nhược Đồng, Trần Sổ, Trương Lam Tâm đã lên tiếng phản bác ý kiến tiêu cực này. Cái gì gọi là thất bại lớn nhất của một con người? Đến tận bây giờ vẫn còn định nghĩa phụ nữ chúng tôi là công cụ sinh sản, coi việc nối dõi tông đường là nghĩa vụ, là thành tựu duy nhất của phụ nữ. Đã từ rất lâu rồi, chúng tôi không phải là công cụ sinh sản, Thích Vi viết trên trang cá nhân. Đồng ý kiến với Thích Vi, Lý Nhược Đồng cũng thể hiện quan điểm riêng. Là người phụ nữ trưởng thành nhưng chưa kết hôn, ngày nào tôi cũng nhận được mấy câu hỏi liên quan đến chuyện cưới xin. Tại sao nhất định phải kết hôn? Chưa gặp được đúng người, không phải độc thân sẽ tốt hơn việc tìm một người nào đó cưới cho qua chuyện. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, tôi hy vọng bạn đừng vì tuổi tác và ánh mắt dè bỉu của người khác mà quyết định qua loa cuộc đời mình. Quan trọng hơn cả là bạn phải biết tôn trọng quyết định của người khác, vì đó là cuộc đời họ lựa chọn. Chia sẻ của nàng Tiểu Long Nữ nhận được nhiều lượt đồng tình của công chúng với hơn 1,3 triệu lượt like. Giá trị của một người phụ nữ có phải là dùng con cái để quyết định? Chắc chắn là không. Trần Sổ viết, nữ diễn viên và chồng đã bên nhau hơn 13 năm nhưng vẫn chưa có con, vì thế cô rất đồng cảm với Dương Lệ Bình. Đến sáng ngày 8 tháng 6, Dương Lệ Bình cũng đã lên tiếng phản hồi về vụ ồn ào nói trên. Mọi người ai rồi cũng sẽ già và chết đi, chẳng ai có thể thoát khỏi quy luật sinh tử. Miễn là bạn có cuộc sống tốt, tinh thần luôn lạc quan và chẳng làm tổn hại đến ai đã đủ hạnh phúc rồi. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và yêu mến tôi. Hy vọng các bạn cũng có cuộc sống tự tại như tôi. Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Vân Nam, là ngôi sao hạng A trong làng múa Trung Hoa, được mệnh danh là Khổng Tước làng múa. Những tác phẩm múa tiêu biểu của Dương Lệ Bình có thể kể đến như Ánh Trăng, Tước Chi Linh. Năm 2002, Dương Lệ Bình thử sức ở vị trí diễn viên khi tham gia phim Anh hùng Dạ Điêu. Vào vai Mai Siêu Phong, Dương Lệ Bình khắc họa thành công hình tượng ma nữ điên cuồng vì yêu và hiếu kính với sư phụ. Mai Siêu Phong do nữ diễn viên đóng được bầu là kinh điển nhất trong các phiên bản. Về đời tư, Dương Lệ Bình trải qua hai đời chồng. Trong cả hai cuộc hôn nhân, vợ chồng Dương Lệ Bình đều mâu thuẫn vì chuyện sinh con. Nữ nghệ sĩ không có ý định làm mẹ vì muốn theo đuổi nghiệp múa suốt đời. Hiện tại, Dương Lệ Bình sống một mình trong căn biệt thự triệu USD ở quê nhà Vân Nam. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.